Trong chuyên mục ý kiến chuyên gia hôm nay, chúng tôi có cuộc trao đổi ngắn với ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh xung quanh dự án vệ sinh môi trường nước của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2. Đây là dự án cải tạo hệ thống kênh tàu hủ Bến Nghé và một phần đôi Tẻ, có thể giúp cải thiện chất lượng sống của hơn 1 triệu cư dân đang sống trên địa bàn mà hệ thống các kênh này đi qua, gồm quận 1, quận 4, quận 8 và Bình Chánh. Dạ, với thưa ông thì nhân chuyến làm việc vừa rồi giữa cấp chính phủ Việt Nam và Nhật Bản thì cũng đã tiến hành ký kết một số dự án ODA, thì trong đó có giai đoạn 2 của dự án vệ sinh môi trường nước tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ông có thể chia sẻ thêm về cái kế hoạch thực hiện trong tương lai như thế nào ạ? Dự án cải thiện môi trường nước giai đoạn 2 trên cái lưu vực này thì nó có 6 gói thầu xây lắp và 1 gói thầu tư vấn. Tổng cộng chúng ta sẽ phục vụ cho một cái phạm vi gần hơn 1 triệu người dân thành phố. Trong cái dự án này thì chúng ta có các cái nhiệm vụ. Một là chúng ta nâng cái công suất nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng ở giai đoạn 1 từ 141.000 m3 ngày đêm sẽ thành gấp 3 lần, tức là khoảng 469.000 m3 ngày đêm. Thứ hai nữa là chúng ta xây dựng khoảng lắp đặt khoảng 40 km cống bao thu gom nước thải trên địa bàn quận 4, quận 6, quận 8 để chúng ta thu gom toàn bộ cái nước thải mà hiện nay đang xả thẳng ra cái kênh tàu Bến Nghé đấy và đưa về cái nhà máy nước thải Bình Hưng giai đoạn 1 sau khi nâng công suất lên như tôi vừa nêu, để làm sao chúng ta không cho nước thải tiếp tục xả ra kênh hiện nay. Và như vậy thì khi cái hệ thống này nó hoàn thành thì cái tuyến kênh tàu Bến Nghé của chúng ta sẽ được xử lý triệt để, không bị ô nhiễm do các cái nguồn nước xả sinh hoạt nữa. Một cái nhiệm vụ thứ ba nữa là chúng ta sẽ nâng cái công suất của cái trạm bơm đồng diều của giai đoạn 1 hiện nay. Nhiệm vụ tiếp theo đó là chúng ta sẽ tiếp tục nạo vét, kè bờ, chỉnh trang toàn bộ cái phần còn lại khoảng 5 km cuối cùng của cái tuyến kênh tàu hủ cộng với 3 cái tuyến kênh đôi số 1, số 2, số 3 của cái vùng phường 15, quận 8 để chúng ta có toàn cái tuyến kênh Bến Nghé tàu hủ với tổng chiều dài 13 km sẽ được đó là kè bờ nạo vét thông thoáng, phục vụ cái yêu cầu về thoát nước chống ngập, rồi chỉnh trang đô thị và tạo tiền đề cho cái việc các cái hoạt động về taxi đường thủy hoặc là du lịch trên sông sau này. Thưa ông, như ông chia sẻ thì có vẻ như là giai đoạn 2 của dự án vệ sinh môi trường nước có khá nhiều hạng mục và nhiều cái nội dung công việc phải thực hiện. Dự kiến thì chúng ta sẽ bố trí các hạng mục thực hiện như thế nào để tránh những cái bài học trước đây là khi thực hiện cái dự án hạ tầng chúng ta thường vướng phải cái khâu là chậm tiến độ ạ? Thì như tôi vừa nêu, chúng ta có 6 gói thầu xây lắp và những anh em làm cái dự án của giai đoạn này thì chúng tôi cũng đúng như bạn vừa nêu, chúng ta muốn nó được thực hiện trong thời gian sớm nhất và nó phải rút ra được những bài học mà chúng ta đã vấp phải trong cái giai đoạn 1. Cụ thể hiện nay thì cái công tác đền bù giải tỏa cho khoảng 200 hộ dân bà con trong cái khu vực giai đoạn 2 thì đã được thực hiện hoàn thành, cho nên cái công tác mặt bằng nó sẽ không bị chậm trễ nữa. Thứ hai nữa là trong cái tổ chức thi công thì chúng ta ưu tiên thực hiện cái gói thầu mà cái khối lượng lớn và cái thời gian về cái tổng tiến độ nó sẽ dài nhất trong các gói thầu. Cụ thể chính là cái gói thầu G mà tôi đang nói, là nâng cái công suất nhà máy giai đoạn 1 lên gấp 3 lần về xử lý nước thải đấy. Thì cái gói thầu này đã được khởi công thực hiện từ nửa năm nay để làm sao đảm bảo khi mà cái nhà máy chúng ta sẵn sàng thì các gói thầu còn lại đồng bộ, đó là cái gói thầu trạm thu gom nước thải, nâng cấp trạm bơm cũng được thực hiện và tránh cái tình trạng bất cập là chúng ta có nhà máy chẳng hạn nhưng mà nước thải nó lại chưa về được đến nhà máy, thì hai cái này phải được đồng bộ, thì trong giai đoạn 2 chúng ta sẽ đảm bảo được cái điều này. Như vậy thì về mặt kỹ thuật thì cái việc mà cái công việc mà di dời các hộ dân này nó sẽ độc lập với lại cái công việc mà triển khai các hạng mục hạ tầng để chỉnh trang và chống ngập của khu vực này, đúng không ạ? Chúng ta hình dung là hiện nay có 3 cái quá trình nó sẽ được thực hiện song song cho cái dự án cải thiện môi trường nước giai đoạn 3. Cái quá trình thứ nhất là di dời tái định cư, ổn định cuộc sống mới cho bà con trên 6.000 hộ dân mà dọc cái tuyến kênh đô kênh Tẻ này. Cái quá trình tiếp theo song song đó là quá trình chuẩn bị đầu tư dự án. Thì chúng tôi đang được giao là xúc tiến nhanh cái quá trình có nghiên cứu khả thi, rồi thiết kế, rồi đấu thầu để chọn các cái nhà thầu xây lắp. Và cái quy trình thứ ba cũng cực kỳ quan trọng là xúc tiến cái làm việc với các nhà tài trợ để chúng ta có cái nguồn vốn, dự kiến là cũng là nguồn vốn JICA Nhật Bản để nó khép kín cái lưu vực này. Và như vậy thì ba cái quy trình này nó sẽ bắt đầu ngay từ bây giờ.
và chúng tôi dự kiến là khi mà cái công tác đền bù cũng sẽ có một cái lộ trình rất là chặt chẽ, và chúng ta sẽ làm theo phương pháp cuốn chiếu để khi mà cái bà con di dời có thể là không phải đợi 13 km của toàn tuyến cây đô canh tẻ đâu, chúng ta có thể phân vùng theo thứ tự ưu tiên và chúng ta có thể làm cuốn chiếu từng đoạn một để khi bà con di dời thì bên xây lắp có thể tiếp cận ngay, và chúng ta ưu tiên cái hạng mục chỉnh trang cái tuyến cây đô canh tẻ làm sao nó có thể hoàn thành đồng bộ trong trong vòng 4 năm tới như là các đồng chí lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo. Còn tôi tin rằng với cái cơ chế mới này và cái cách làm mới đó thì chúng ta có thể kiểm soát được cái tiến độ. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của ông ạ.